6 phòng khách sạn đắt đỏ nhất thế giới, khách sạn President Wilson, Thụy Sĩ, căn hộ Royal Penthouse 12 phòng ngủ ở khách sạn President Wilson, Geneva, Thụy Sĩ, chiếm toàn bộ tầng 8 với tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Geneva và núi Mont Blanc, hiện là phòng khách sạn đắt đỏ nhất thế giới với chi phí 80.000 đô la Mỹ một năm. Khi khách bước chân vào đây, họ sẽ được chào đón bởi một phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên với đàn piano grand, bàn billard và bộ sưu tập những quyển sách hiếm trên thế giới. Điểm nhấn đặc biệt của căn hộ là phòng tắm lát đá cẩm thạch với bồn tắm nóng và các bộ dụng cụ sang trọng của thương hiệu Hermès. Bên cạnh đó, căn hộ còn được trang bị nút báo tình trạng khẩn cấp, thang máy riêng, cửa sổ chống đạn và camera an ninh. Nơi đây đã từng đón tiếp rất nhiều ngôi sao hạng A và các nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Khách sạn Grand Hyatt Grand Hotel Martinez, Pháp. Nằm trên tầng 7 của khách sạn Grand Hyatt Grand Hotel Martinez, phòng penthouse siêu rộng 300m², bao gồm 4 phòng ngủ, được xếp hạng phòng khách sạn đắt đỏ thứ nhì trên thế giới với mức giá 53.000 đô la Mỹ một đêm. Ngoài phòng khách, phòng ăn và nhà tắm lát đá cẩm thạch, căn hộ penthouse này còn sở hữu không gian sân thượng rộng 270m² nhìn ra vịnh Cannes và đại lộ Croisette danh tiếng. Ngoài ra, căn hộ này còn có quản gia riêng, bồn tắm nóng và phòng tắm hơi. Đây là nơi lưu trú thường xuyên của các ngôi sao nổi tiếng thế giới khi tới tham dự liên hoan phim Cannes thường niên. Khu nghỉ dưỡng Locala Aslan, Fiji. Nằm ở thiên đường nghỉ dưỡng trên Thái Bình Dương, khu nghỉ dưỡng Locala Aslan là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tách mình khỏi những bận rộn thường nhật và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn nhất. Locala Aslan nằm trên một ngọn đồi xanh tươi tốt trên một hòn đảo riêng biệt. Nơi đây được ví như resort trong resort, gồm phòng cho 6 khách với tầm nhìn toàn cảnh ra đảo và biển. Locala Aslan gây ấn tượng với phòng ngủ rộng hơn 1.100m², có đầu bếp riêng, lái xe riêng, người giúp việc riêng và đường băng riêng. Để có thể tận hưởng cuộc sống tại khu nghỉ dưỡng này, khách hàng sẽ phải chi 45.000 đô la Mỹ một đêm. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là nghiễm nhiên được thuê. Công tác quản lý tại đây khá nghiêm ngặt, các vị khách sẽ phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của khu nghỉ dưỡng và bị kiểm tra lý lịch trước khi có thể chi tiền hưởng dịch vụ. Khách sạn Plaza, New York, Mỹ. Căn hộ Royal Seal của khách sạn Plaza thuộc top những phòng khách sạn đắt đỏ nhất thế giới với mức giá 40.000 đô la Mỹ một đêm. Bên cạnh các tiện ích như thang máy riêng, phòng ngủ và cửa sổ lớn nhìn ra đại lộ số 5, căn hộ còn bao gồm các đặc quyền như một cây đàn piano grand, một phòng ăn dành cho 12 khách, một thư viện và phòng tập thể dục. Toàn bộ đồ đạc của phòng tắm được mạ vàng 24 carat và sàn có hệ thống sưởi. Căn hộ bao gồm cả dịch vụ quản gia, vì vậy tất cả các nhu cầu của khách sẽ được đáp ứng đầy đủ và tận tình nhất có thể. Khách sạn Hotel de Paris, Monaco. Căn hộ Princess Grace tại Hotel de Paris từng là nơi tổ chức tiệc cưới của hoàng tử Rainier và công chúa Grey, là phòng khách sạn đắt đỏ thứ 5 trên thế giới với mức giá 37.000 đô la Mỹ một đêm. Princess Grace được thiết kế theo phong cách hoàng gia với những vật liệu xây dựng toàn những thứ xa xỉ như ngọc trai và đá Carrara nhập từ vùng Tuscany của Ý. Nằm trên 2 tầng cao nhất của khách sạn Hotel de Paris, Princess Grey được mô tả như một chốn tôn nghiêm của hòa bình. Căn hộ gồm có 2 phòng ngủ sang trọng, 1 phòng thay quần áo, 2 phòng tắm có trang bị bồn sông hơi, phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc đều được thiết kế tinh tế. Các cửa sổ chạy dài từ sàn tới trần nhà giúp Princess Grace luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và ban đêm. Chỉ cần đưa tay kéo rèm là đã thu vào tầm mắt cả một bầu trời đêm lấp lánh. Căn hộ siêu 5000, Mandarin Oriental, New York, Mỹ. Căn hộ siêu 5000 nằm tại tầng 50 của Mandarin Oriental, New York, một trong những tòa nhà chọc trời nằm ở phía nam của Central Park. Để có thể lưu trú tại đây, du khách phải chi ra 36.000 đô la Mỹ một đêm nhưng đổi lại sẽ được trải nghiệm các tiện nghi bậc nhất. Ngay khi nhận phòng, khách hàng sẽ được sử dụng tủ đồ đặc biệt gồm các bộ trang phục may đo từ bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Christian Dior. Các nhà tạo mẫu riêng, thợ may và thợ trang điểm của nhà mốt này cũng sẵn sàng để hoàn thiện diện mạo hoàn hảo nhất cho khách hàng. Bên cạnh những đồ nội thất tinh xảo của Italy, căn phòng còn được trang trí bằng bộ sưu tập tranh tường khổ lớn được tạp chí nghệ thuật White World bảo quản. Phòng tắm được lát bằng đá cẩm thạch và bồn tắm thiết kế theo phong cách Art Deco dưới ánh sáng của đèn chùm pha lê Swarovski sẽ đem đến những giây phút thư giãn nhất cho khách hàng.